ok anh em nhá. Đây, hai cabin nè. Anh vẫn chờ em về, anh vẫn đợi mãi thôi. Dù vẫn biết khi hoa khô tan vào đêm dài, chỉ còn lại đây mây đen ôm xót xa. Người yêu ơi, anh gọi em trong những than khao. Ngày mai, mọi thứ khác cùng im luôn ạ. Nắng lên rực rỡ. Đi ăn trực anh em nhá. Mình ngóng ngát ơi, nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây. Sưởi ấm con tim anh hào gầy. Hỡi em yêu ơi, hãy bên đây, bên trong ngày nắng cuối trời thắp lên rực rỡ một trời mây. Đất ngày nắng say tình. Bây giờ xem nhạc thấy Mick có thể chọn thanh lớn nhạc một chút để mọi người cùng xuống đấu á. Mọi người ơi, thì cái này được cao lên được không ạ? Không biết là bây giờ thì có lẽ là xin mời MC quay trở lại sân khấu và hy vọng là chút nữa Minh Vương cũng như là tất cả các anh chị em nghệ sĩ sẽ được hát và tặng mọi người. Minh Vương hẹn gặp lại mọi người nhé. Vâng, kính thưa thật là quý vị, chúng ta hãy đổi những tràng vỗ tay để cảm ơn những nghệ sĩ ngày hôm nay. Nghệ sĩ, ca sĩ Minh Vương M4U và vũ đoàn Angelica đã mang đến những tiết mục vô cùng đặc biệt để cùng chào đón toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, những quý khách mời đặc biệt, những quý đồng nghiệp, bạn bè, anh chị em và người thân trong gia đình của anh Đặng Chiến và anh Huấn Hoa Hồng đang có mặt tại một sự kiện vô cùng đặc biệt, buổi lễ khai trương Vương Tùng Chiến Huấn GP. Những lời nói đầu tiên xin được trân trọng thay lời cho ban tổ chức, thay lời cho Vương Tùng Chiến Huấn GP, xin được gửi những lời cảm ơn ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Thầy Long kéo view nhá, chơi chi là làm miếng thịt rồi. Ánh bà sáu nhá. Chơi chi là làm miếng thịt rồi. Quý anh, quý gia sắp hai mâm cho đoàn xe mô tô của em. Phát biểu đi chứ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và nhân dịp chương trình lúc này, anh Huấn Hoa Hồng và anh Đặng Chiến, hai người đều đang có trong mình những cảm xúc, đó chính là sự xúc động, sự bồi hồi, bởi vì nhận được tình cảm của rất đông đảo tất cả những người anh em, những quý đồng nghiệp, đối tác, bạn bè, người thân trên toàn quốc đã hiện diện tại đây để dành tình cảm cho Vương Tùng Chiến Huấn và bây giờ cùng để kinh doanh. Xin mời anh ạ. Ưu tiên bạn trước đi. Xin lỗi tất cả mọi người. Không biết nói thì run quá. Anh Thái nhá. Live stream được một cái chiếc mỗi lần đứng trước tất cả mọi người, tất cả chính có một cái ngôi nhà mới, cũng có hồ cá coi, rồi bắt đầu lại lại lượm thượm đi kiếm một cái cây tùng. Lúc đó là mê và tùng cứ như là năm được. Mà thưa bây lâu nay anh đã kiếm tiền. Anh nhanh lùi là mình đi đưa cho đẹp.
những câu chuyện thật dài mỗi tối, những câu chuyện ngập ngừng bối rối. Tiếng em cười và lời em nói khiến anh giờ đã như quen mất lối. Những khi chờ nhìn vào đêm mưa, anh chỉ muốn mắt thật dài để anh nói em nghe, nói em nghe lòng ai. Như đã anh đã biết anh đã yêu em rất nhiều, chẳng cần những